Mình xin chào các bạn nha, mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có một cái đơn shopee về. Thì cái đơn này mình đặt ở Trung Quốc đó các bạn. Đây nè, logistics của tên nó là Suni gì đó, Suni Z của Trung Quốc. Cái đơn này là một cái sủi oxy mà dạng sủi mịn đó các bạn. Thì mình đặt giá là tổng cộng luôn á, tổng cộng cái đơn này là hai món. Đây nè, bơm oxy trong suốt bể cá đó, mà sủi này là sủi mịn nha các bạn. Thì mình đặt hai cái này thì 130 mấy nghìn tính luôn thì ship, nhưng mà mỗi cái thì chỉ có 50 mấy nghìn tính thì ship luôn, là mỗi cái lên 70 mấy nghìn đó các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ mở đây, 136.000 cho hai món, thì trừ đi 16.000 tiền ship về 120.000, khoảng 60.000. Để đặt ở Việt Nam là khoảng 90.000 đến 100 mấy chục nghìn. Thì bây giờ mình mở ra mình xem. Đây là cái sủi mịn, sủi oxy mà sủi mịn á, sủi trong á, để gắn thành hồ cho hồ cá thủy sinh đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra ha các bạn ha. Các bạn sẽ xem thử nó như thế nào nha các bạn. Mình sẽ khui. Thì cái này mình đặt cho cái hồ cá của mình. Bình thường thì mình dùng cục sủi, hôm nay mình sẽ làm một cái gắn ở thành hồ hai cái. Rồi xốp giao đủ, trước mắt là hai hộp đây, ở Trung Quốc đây, có hình cái sủi oxy nữa các bạn. KX35 mình sử dụng 35 chứ không 50 nha các bạn. Có nhiều bạn sử dụng 50 100, không bự thì nó được kính nó là 100 mm, là 10 cm các bạn. Mình sử dụng có 35 thì mình mở ra mình coi nha các bạn. 10 cm mình chỉ sử dụng 35 thôi, 35 nó nhỏ đây các bạn. Ngày mai mình sẽ gắn thành hồ cho bạn xem, tại vì mình nhận cái đơn này là chiều tối à. Thì có cái gì trong này cái van oxy này thì van dởm các bạn, không có như chiếu của shop chiếu cho mình xem đâu, van này van dởm thôi. Hy vọng là cái sủi này tốt. Đánh giá cảm quan thì vậy chắc. Còn có mịn hay không thì chắc ngày mai mới biết được. Mai mình sẽ cho chạy thử ra sao. Trước mắt mình nhìn thấy cũng là ổn. Rồi cái van này thì cùi quá. Ra này cho anh giỡn. Rồi cái thứ hai như thế nào nha các bạn. Cũng vậy. Có lẽ là hạt sẽ rất là mạnh, nhưng mình cảm nhận được cái này rất là mạnh. Để ngày mai coi sao. Chạy thử mình mới biết nó sủi ra sao. Cảm nhận đầu tiên thì nó rất là mịn các bạn. Ảnh như thành hồ đó mình trắng. Thường thì mình dùng cục sủi. Cũng vậy nữa mà. Van cho van này hơi dở. Biết dở không, đây nó có đầu miếng cao su nhỏ màu trắng đây nè các bạn. Nếu van xịn thì thường có cái đầu cao su nhỏ màu trắng này. Hai van này ra ngoài mua chắc ngàn cái. Yeah.
chung là ngày mai coi cái này chạy rồi mình sẽ có cái kết quả sao, đánh giá sao. Cảm quan thì bằng acrylic, nói chung là tạm, mình đánh giá là tạm mà, chứ còn ngon thì chắc mình nghĩ là không ngon. À, có thể dặn ra được đầu này, chắc có thể thay được nè bạn. À, có ron cao su luôn nè. Vậy thì để chống không khí ra nó có một cái ron cao su. Rồi. Vậy là không khí sẽ ra đây, vậy là tán mịn ở chỗ này. Cơ bản nhìn cũng ngon đấy, đó là mới nhìn mắt thường thôi. Lúc nó chạy thì mình mới biết được các bạn. Nói chung là cảm nhận là chắc chắn, chắc tay, gắn vô thành hồ chắc hay không thì ngày mai mình mới biết được. Hay là mình sẽ gắn cái dây vô, mình coi sủi coi nó mịn không. Tại vì khi sủi mịn thì nó tán đều cái oxy đó bạn, nó cái hạt oxy, cái bọt oxy đó, nó tán, nó đưa vào nước đều và đủ cho cá. Nhìn thì cục được, nói chung là cảm quan thì tốt. Cảm quan thì mình thấy tốt đó bạn. Còn muốn biết tốt hay không thì sau khi phải chạy thử có kết quả như thế nào, rồi mình sẽ có cái đánh giá sao. Dày đúng không bạn? Nói chung là cảm thấy rất là chắc chắn. Rồi, tới đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Mình xin chào, chúc tất cả các bạn thành công. Mình xin chào các bạn ha. Thì đây, mình quay cái sữa bọt khí. Cái sữa bọt khí này không phải là sữa bọt khí siêu mịn nha các bạn, nhưng mà sữa bọt khí khá là mịn, lượng ra khí cũng rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn ha, cái sữa bọt khí nè, các bạn nhìn thấy. Thì theo mình nha, với cái giá tiền đó thì và cái chất lượng như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên mua, nghĩ là sẽ tốt. Khí khá là mịn, tất nhiên là không phải là siêu mịn nha các bạn. Các bạn mua loại siêu mịn nó sẽ khác. Cái loại này mình mới đánh giá là mịn thôi, chứ còn khi các bạn dặn nhỏ thì nó mịn lắm. Còn mình đang dặn maximum, tại vì do hồ mới, mình vừa mới thay hồ á, nên là vừa thay nước cho hồ, nên là mình cần một cái lượng oxy thật là lớn. Đó, các bạn thấy. Thì mình nghĩ là với giá mấy chục ngàn thì các bạn nên mua. Xài mình thấy gắn cũng rất là tốt, gắn chắc chắn, khí lên đều, hạt nói chung là không phải là siêu mịn, hạt mịn thôi, vừa phải. Dạng nhỏ thì nó cái lượng nó hợp lý đó các bạn. Đó, các bạn thấy. Rồi, tới đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.